Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu người đứng đầu các cơ quan đơn vị tuyệt đối không được lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để can thiệp bất hợp pháp vào quá trình lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư, bên mời thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông vừa ban hành chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, việc triển khai thực hiện đầu tư công trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại hạn chế, như giải ngân đạt 51% so với kế hoạch vốn đã được phân bổ chi tiết, chưa đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, kế hoạch vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 nếu có, phải hoàn thành giải ngân trước ngày 31 tháng 12, từng chủ đầu tư, từng huyện, thành phố phải giải ngân kế hoạch vốn do mình quản lý đảm bảo theo các mốc thời gian giải ngân đã đề ra. Lộ trình cụ thể đến ngày 30 tháng 10 năm 2024, giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch vốn được giao, đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2025, giải ngân đạt trên 95% kế hoạch vốn được giao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu căn cứ theo phân cấp thẩm quyền, các huyện, thành phố khẩn trương giả soát và hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của các cấp trong năm 2024, giả soát thứ tự ưu tiên, đầu tư trọng tâm, trọng điểm, không giàn trải, tập trung nguồn lực cho các dự án dở dang, dự án chuyển tiếp quan trọng có khả năng hoàn thành ngay trong năm, kiên quyết cắt giảm các dự án khởi công mới chưa thực sự cần thiết. Người đứng đầu cơ quan đơn vị được giao kế hoạch vốn đầu tư công có dự án sử dụng vốn sai mục đích gây thất thoát vốn, không giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công được giao mà không do các nguyên nhân khách quan phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đặc biệt chỉ thị nhấn mạnh về công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, Chủ tịch tỉnh nghiêm cấm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu làm ảnh hưởng tới công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh. Về giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm trong đấu thầu, người có thẩm quyền chủ đầu tư bên mời thầu chịu trách nhiệm giải quyết kiến nghị trong hoạt động đấu thầu theo đúng trình tự, thẩm quyền và thời gian quy định tại điều 91 và điều 92 Luật đấu thầu năm 2013, không đẩy trách nhiệm xử lý kiến nghị trong đấu thầu thuộc thẩm quyền của mình cho cơ quan cấp trên. Về trách nhiệm quản lý và theo dõi giám sát kiểm tra thanh tra trong đấu thầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu người có thẩm quyền, người đứng đầu các cơ quan đơn vị tuyệt đối không được lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để can thiệp bất hợp pháp vào quá trình lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư bên mời thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thường xuyên nắm bắt thông tin phản ánh kiến nghị về các hành vi tiêu cực vi phạm trong đấu thầu để kịp thời xác minh xử lý nghiêm cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và đăng tải công khai các hành vi vi phạm theo đúng quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan được giao thường xuyên theo dõi, tổ chức kiểm tra thanh tra hoạt động đấu thầu trên địa bàn theo kế hoạch, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các sai phạm trong hoạt động đấu thầu, tăng cường kiểm tra các gói thầu quy mô lớn, phức tạp, các gói thầu thực hiện chỉ định thầu, các gói thầu có kiến nghị khiếu nại, tố cáo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa có công văn chỉ đạo việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thủ trưởng các sở ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện thành phố Thủ Đức, người đứng đầu các ban quản lý dự án nghiêm túc chấp hành và triển khai thực hiện đợt cao điểm về giải ngân vốn đầu tư công từ ngày 15 tháng 10 đến hết niên độ kế hoạch năm 2024. Văn bản chỉ đạo nêu rõ các địa phương đơn vị phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng với sự vào cuộc của toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động phụ trách hoạt động này cùng với đó tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo đơn vị khẩn trương hoàn thành đúng thời gian yêu cầu đối với các nhiệm vụ được giao hạn chế tối đa việc xin ý kiến hướng dẫn của các sở ngành trong việc giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền hoặc đã được ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phân cấp ủy quyền đồng thời hàng ngày kiểm tra tiến độ chỉ đạo xử lý giải quyết các nhiệm vụ kiến nghị liên quan các dự án đầu tư công Thủ trưởng các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, ủy ban nhân dân quận huyện thành phố Thủ Đức phải chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân vốn của đơn vị, đặc biệt các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và ủy ban nhân dân quận huyện thành phố Thủ Đức có tỷ lệ giải ngân 9 tháng đầu năm thấp hơn tỷ lệ chung của thành phố là 20,2%, khẩn trương triển khai các giải pháp để đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đối với các đơn vị có cơ cấu vốn giải ngân cho chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng lớn và dự kiến giải ngân trong quý 4 năm 2024 thì thủ trưởng các đơn vị theo dõi chặt chẽ, chịu trách nhiệm toàn diện nếu không hoàn thành các thủ tục liên quan để giải ngân vốn. Đối với công trình dự án trọng điểm, chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan, khẩn trương lập kế hoạch, tiến độ thực hiện đối với từng nhiệm vụ, công việc cụ thể. Cao điểm 60 ngày đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Bình Dương sẽ kéo dài từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 12 năm 2024, trong đó giao chỉ tiêu tỷ lệ giải ngân cho từng sở ban ngành, các địa phương phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, thời gian để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Đây là nội dung đáng chú ý trong kế hoạch triển khai chiến dịch cao điểm 60 ngày đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Dương vừa được Ủy ban nhân dân địa phương này ban hành. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương giao chỉ tiêu tỷ lệ giải ngân cho từng sở ban ngành, các huyện, thành phố, các đơn vị chủ đầu tư và phân công rõ nhiệm vụ trách nhiệm, thời gian, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để đạt được các mục tiêu đề ra. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, phối hợp với sở kế hoạch và đầu tư trong triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng các công việc được giao. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024, bổ sung 18 dự án mới với tổng số vốn gần 17,5 tỷ đồng và loại bỏ 13 dự án với tổng vốn hơn 400 tỷ đồng, đồng thời tăng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng cho 50 dự án khác và giảm hơn 1.100 tỷ đồng đối với 58 dự án. Từ đầu năm 2024 đến ngày 1 tháng 10 năm 2024, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Dương đạt 6.621 tỷ đồng, đạt 31,5% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và đạt 43,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đến nay chưa đạt được kỳ vọng, số lượng còn chưa giải ngân khá lớn, tập trung ở các công trình dự án trọng điểm nguyên nhân là do khó khăn vướng mắc chủ yếu liên quan đến cơ chế chính sách của luật đấu thầu, luật đầu tư công, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, công tác phối hợp trong giải quyết các khó khăn vướng mắc cho các đơn vị chủ đầu tư. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới, tỉnh Bình Dương tiếp tục đẩy nhanh, hoàn thiện các thủ tục giải phóng mặt bằng và thi công các công trình trọng điểm, trong đó có dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, các dự án BOT quốc lộ 13, đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu 1, Trơn Thành, nghiên cứu lập dự án đường sắt Bầu Bàng, Dị An. Trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trình Hội đồng thẩm định nhà nước, Bộ Giao thông Vận tải chính thức kiến nghị lựa chọn tốc độ thiết kế 350 km/h cho tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Lựa chọn này được cho là để đáp ứng tiêu chí hiện đại, đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn, hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa kinh tế nước ta và xu hướng trên thế giới. Trước đó, chính phủ đã giao Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành cơ quan liên quan tổng hợp kinh nghiệm phát triển đường sắt tốc độ cao tại 22 quốc gia vùng lãnh thổ đang khai thác và 6 quốc gia đang đầu tư xây dựng mới. Tổ chức đoàn công tác liên ngành khảo sát tại 6 quốc gia Nhật Bản, Đức, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp có hệ thống đường sắt tốc độ cao phát triển trên thế giới, nghiên cứu đánh giá một cách khoa học cẩn thận toàn diện các nội dung liên quan. Kết quả nghiên cứu đánh giá cho thấy trên thế giới có 3 loại hình công nghệ, một là công nghệ chạy trên ray tốc độ cao khoảng 250 đến 350 km h chi phí đầu tư trung bình được đa số các quốc gia trên thế giới lựa chọn. 2. Công nghệ chạy trên đệm từ trường tốc độ khoảng 600 km h chi phí đầu tư cao chưa phổ biến. 3. Là công nghệ chạy trong ống tốc độ lên đến khoảng 1.200 km h chi phí đầu tư rất cao mới đang xây dựng thử nghiệm. Với công nghệ lựa chọn nêu trên, Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm phát triển công nghiệp đường sắt trên thế giới cho thấy khả năng nội địa hóa, làm chủ công nghệ phụ thuộc vào trình độ phát triển các ngành công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo, công nghiệp phụ trợ. Với năng lực trình độ ở trong nước hiện nay, khả năng nội địa hóa, làm chủ công nghệ giữa các giải tốc độ 250 km/h, 300 km/h, 350 km/h là tương tự nhau về tiêu chuẩn kỹ thuật trong lựa chọn tốc độ thiết kế, Bộ Giao thông Vận tải thông tin, tốc độ 250 km/h đã phát triển cách đây khoảng 50 năm và phổ biến trong giai đoạn khoảng 25 năm trở về trước, phù hợp với các tuyến ngắn và trung bình. Tốc độ 350 km/h và cao hơn đang là xu thế phát triển trên thế giới, phù hợp với các tuyến dài từ 800 km trở lên, tập trung nhiều đô thị có mật độ dân số cao như hành lang Bắc Nam của nước ta. Bên cạnh đó, kinh nghiệm thế giới còn cho thấy với chiều dài tuyến lớn hơn 800 km thì tốc độ 350 km h hấp dẫn hơn và có khả năng thu hút lượng hành khách cao hơn so với tốc độ 250 km h Theo tính toán của tư vấn trên trạng Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, tốc độ 350 km h có khả năng thu hút hành khách cao hơn khoảng 12,5% so với tốc độ 250 km h